đăng ký kênh. Mình sẽ buổi tối mình sẽ đọc truyện cho các bé nghe, và mọi người ai yêu thích truyện cổ tích thì cũng vào đăng ký kênh để nghe nhá. Hôm nay bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đọc truyện là Thỏ và Rùa Thi Chạy nhá. Hồi xưa mình cũng được nghe rồi nhưng mà bây giờ lâu lắm quên rồi. Nó cho rằng mình có khả năng chạy nhanh hơn, chạy nhanh nhất, và thường chế nhạo những loài vật chạy chậm hơn mình. Cũng hơi buồn, tại vì là cứ nghĩ là mình là chạy nhanh hơn người ta, cho nên là cứ coi thường người khác ấy. Con người cũng vậy mà, con vật cũng vậy mà. Cuối cùng
tin rằng chỉ cần mình kiên trì nhất định sẽ giành chiến thắng. Nó vẫn kiên trì nha, nó vẫn kiên trì để nó thắng nha, nó đang nghĩ cách ấy. Trên đường chạy, nhiều loài vật đến chứng kiến cuộc thi, chúng bàn tán xôn xao, nói cho rằng đầu óc của có vấn đề, thỏ chạy nhanh như vậy thì rùa thì chạy chậm nổi tiếng, làm sao có thể chiến thắng trong cuộc thi này. Ai cũng thấy buồn cười hết đấy, ai cũng nghĩ là rùa là chắc chắn là thua rồi, cho nên buồn lắm. Cuộc thi này vô lý quá đúng không? Thế là quả bay đến trước mặt rùa và nói: rùa ơi, không cần chạy nữa đâu, bạn xem thỏ sắp chạy đến đỉnh núi rồi kìa. Rùa giả vờ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu tiếp tục bò về phía trước. Buồn cho con rùa đấy, nhưng mà chiến thắng trong cuộc thi và mình
bởi vậy là đừng có coi thường người khác là vậy đấy. Mình cứ cẩn thận vẫn hơn đúng không? Mình phải bảo đảm cẩn thận cho mình, dù có nhanh mình cũng phải làm gì cũng cẩn thận, chứ đừng có bi quan, đừng có ỷ lại là thua ngay. Nhìn thấy các bạn chúc mừng thắng lợi của rùa, chú thỏ kêu ngạo xấu hổ cúi đầu. Nè, bắt đầu nó xấu hổ rồi, con rùa xấu hổ rồi, chú rùa là xấu hổ rồi. Nó quyết định sửa chữa khuyết điểm của mình, từ nay sẽ không bao giờ cười nhạo và coi thường người khác nữa. À, đúng rồi, đúng không mọi người? Các em nhỏ, các bé nhỏ như vậy nha. Từ bây giờ mình còn nhỏ cũng thế mà lớn lên cũng vậy nha, không được coi thường người khác. Con vật cũng thế mà con người cũng vậy. Mình là phải tôn trọng người khác thì người khác mới được tôn trọng mình nhá. Mình tôn trọng người khác tức là làm điều tốt cho bản thân mình thôi. Thôi, kể cho mọi người và các bé